Tí có bầu Tí có biết không? Ừ. Không luôn hả? Tí hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với Tí luôn. Không. Rồi không, hoàn toàn không biết người mặt của người cha bé luôn. Không. Trời ơi trời. Đứt ruột thiệt chứ. Nuôi con cái này khổ lắm mà. Rồi Tí làm gì để có tiền mà mua sữa cho bé uống? À, mẹ đi bắt ốc với đi lặt bồn bồn để kiếm tiền về rồi cho Tí với bé Hiếu để mà mua sữa uống. Dạ, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nhân Khải ạ. À. Dạ, hôm nay là Khải đến tại chỗ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cô chú anh chị, đi vô trong cái vùng nông thôn cũng rất là xa luôn nè, là sâu, vùng xa vùng sâu ở trong đồng đó cô chú anh chị. À, Khải cũng có được một người chị giới thiệu đến quay một cái hoàn cảnh là một em bé Tí mà bị bẩm sinh khờ, khờ bẩm sinh luôn đó, nhưng mà bị một chàng nào dụ là ở với em đó, mà em Tí mà sinh được một đứa con. Rồi người mẹ thì chỉ có đi bắt ốc và lập bồn bồn để cuộc sống được cô chú anh chị. Đây là cái khung cảnh sống của gia đình. À, đây là công trình sống của gia đình đó cô chú anh chị. À, dạ, xin mời cô chú anh chị đến xem nha. Có con được phải có một người lạ lại ôm Tí Tí mới có con chứ. Cái lúc đó là Tí đang ngủ hay sao mà Tí không biết? Cái lúc mà giống như là hồi đó giờ có ai ôm Tí không? Không có ai ôm hết. Ngộ vậy? Tí có thấy người nào lạ lại không? Lại thăm Tí không? Không có người nào lạ luôn. Không có ai lại thăm Tí hết trơn á. Rồi hồi đó giờ Tí có để ý thương ai không? Thương một người đàn ông nào không? Không luôn. Không 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 có chuyện gì hết. Rồi sao có con được? Tự nhiên có con gì đó hả? Sao ngộ Tí biết là Tí có bầu không? Cái lúc mà Tí biết Tí có bầu Tí có biết không? Không luôn hả? Tí hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với Tí luôn. Rồi không, hoàn toàn không biết mặt của người cha bé luôn. Trời ơi trời. Đứt ruột thiệt chứ. Nuôi con cái này khổ lắm mà. Rồi Tí làm gì để có tiền mà mua sữa cho bé uống? À, mẹ đi bắt ốc với đi lặt bồn bồn để kiếm tiền về rồi cho Tí với bé Hiếu để mà mua sữa uống. Bây giờ Ngôn hỏi Tí cái này nha. À, bây giờ Tí không có tiền á, bây giờ Tí cho bé Hiếu cho Ngôn nha, rồi Ngôn cho Tí tiền nhiều lắm, chịu không? Hả? Không không à? Không, Hiếu chịu không con? Con Hiếu, con đi theo chú không? Không. Tí chịu không? Tí tiền nhiều lắm, cho nhiều tiền lắm, chịu không? Không luôn hả? Hai mẹ con nói không à? Trời đứt ruột hai với đứa hai mẹ con con thiệt chứ. hai mẹ con nói không hỏi sao mà có ai ôm được không, nó có con đại à, đứt ruột không, đứt ruột không, có con đại à. Cô chú anh chị mà tới cái hoàn cảnh này thấy rất là đứt ruột luôn cô chú anh chị. Tí ơi, Tí biết ca không, biết ca hát gì không? Không luôn ha. Rồi sao dạy cho bé Hiếu ca được? Tí biết chữ không? Không luôn. Bé Hiếu cũng không luôn. Không luôn. Nụ cười nhưng mà nụ cười đứt ruột. Dạ, giống là muốn không yêu bác như là yêu bác ơi, coi
vừa rồi em cũng biết được cái hoàn cảnh của cô á, là phải nuôi một cháu ngoại đúng không cô? Cháu ngoại. Với lại có một người con gái là con ruột, nhưng mà là rất là khờ khạo đúng không cô? Thì cô có thể nào là cho con biết được cái nữa là cái hoàn cảnh của mình hiện nay thế nào không cô? Cũng đi mặn mướn rồi kiếm ăn. Dạ. Như vậy là cô có mấy người con cô? Hai đứa, một đứa út nó ở, có chồng cũng nghèo khổ bên An Giang. Dạ. Đây là thứ hai. Thứ hai á. Là thứ hai là tên gì? Tên bé Tí. Bé Tí. 31 tuổi. Dạ, chào bé Tí nha. Đây là con của bé Tí hả? Không phải cha thằng này nè. Cha của bé đâu? Không có cha. Không có cha. Không có mẹ với bà ngoại không à. Vậy là thằng bé là chỉ có mẹ với bà ngoại thôi à? Dạ. Dạ rồi chị nhớ cái người mà cha của bé không? Chị không biết là ai chứ hả? Ủa cô ơi, cho con hỏi thăm á, là chị có hay đi ra ngoài đường không cô, hay là đi xa không cô? Cũng đi vòng vòng, lúc ra ngoài đi đúng mấy năm đó rồi nó ra ngoài nó coi phim đi dạy dạy. Dạ, rồi là... nhầm khi bỏ trong nhà lên nè, rồi đi ngoài. Là cách đây mấy năm rồi cô? Hai năm mấy rồi. Hai năm mấy rồi ha, có nghĩa là kẻ xấu vô, nhưng mà mình không hay. Không biết ai luôn. Không luôn. Nhưng mà theo như con nghĩ thì ở đây thì địa phương ở đây thì chỉ đi vòng vòng ở đây thôi chứ ngoài ra đâu có đi đâu xa đâu. Không đi đâu hết. Dạ thì mình có thể điều tra xung quanh được không cô? Hỏi bây giờ đâu có ai dễ gì ai chịu đâu. Dạ. Mà nó cũng không biết luôn. Thí dụ như cái gương mặt á, cái gương mặt của bé này rồi mình có phỏng phỏng ra giống như là mình đoán ra được không cô? Có biết giờ ai đâu rồi đoán rồi dạ. Vì bé Tí là không biết ai luôn. Không hả? Không luôn. Rồi cô có cái lúc đó là mình có phát hiện ra bé giống như là có biểu hiện giống như là cái ngày hôm đó cô đi về á? Không, không có, cũng như bình thường vậy, không có gì hết trơn. Không có chuyện gì xảy ra luôn? Không. Tại chừng sau tới ngày kỳ nó thấy sao không có vậy rồi mới đi khám mới biết. Dạ. Chỉ là lúc đó là bị trễ tháng rồi mới đi khám mới phát hiện là đã mang thai. Nhưng mà mình không biết của ai. Kể cả bạn thân cũng chị Tí cũng không biết luôn. Không luôn. Là chị Tí sao không biết? Chị Tí không biết ai luôn, là cha của bé luôn. Chị Tí có biết ai mà hung chị Tí không? Không luôn hả? Lúc mà phát hiện ra mấy tháng rồi cô ha. Trời lúc đó là 2-3 tháng mấy, 2 tháng mấy hay gì lâu cũng quên rồi. Dạ. Rồi dẫn kêu Út nó dẫn giùm đi khám đó. Lúc đó muốn xỉu luôn. Gì hả? Rồi đâu có bỏ được đâu phải không? Lớn bỏ rồi. Được. Ủa cô ơi, rồi mình chú ở đâu rồi cô? Mà ổng đi mà cũng thôi rồi. Ông cha nó, cha ruột của nó thì có vợ rồi đó, thôi mới về ở đây sống đó. Gì rồi hả? Có vậy ông cô... sao? Ông sao giờ ổng nhận quậy quạng rồi đuổi ông không đi rồi. Thì lâu lâu ổng về. Gì hả? Rồi cô hiện nay cô làm nghề gì? Thì có làm gì đâu, ruộng đất hết rồi. Rồi cũng đi mặn ở đây gần sớm thì mướn nhỏ cháu nó mướn mà gạch bồn bồn ký ngàn vậy đó. Dạ. Rồi lột ốc nãy, lột ốc là thường thì một ngày cô kiếm được là khoảng bao nhiêu tiền? Thì người ta lạc gạch nhiêu đó rồi xong rồi nhầm khi mười mấy hai mấy ký. Dạ, mười mấy hai mấy ký có nghĩa là ngày cũng được 200 ngàn. Đâu có đâu, hai mấy ngàn. Hai mấy ngàn. À, bồn bồn là ký ngàn, con tưởng luôn là ốc ký 10 ngàn. Ký 10 ngàn thì mới nãy cân trước thì được 1 chục ký rồi đó. Dạ, ốc ha. Là đi bắt ban đêm rồi về sáng đi lại. Đêm hôm là dỗ nó ngủ rồi là 9 giờ rưỡi là đi thức tới sáng luôn á. Dạ. Có nghĩa là ốc là 1 ký là tới 10 ngàn. Nhưng mà bồn bồn thì 1 ký 1 ngàn. Gạch 1 ký có 1 ngàn bạc. Dạ, rồi là 1 ngày là kiếm hai mấy ngàn. Mấy ngàn, nhầm khi mười mấy ngàn, 7-8 ngàn cũng có. Mà lâu lâu cũng như nó không có dân á, rồi nó kêu mình lại phụ tiếp nó vậy đó. Dạ. Rồi còn chuyện sữa sùng của bé nhỏ này là sao cô? Rồi mình làm sao có đủ tiền để mua sữa cho bé cô? Nhầm khi mượn trước rồi tới lương của nó đó. Dạ. 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 31 tuổi đúng không cô? Bé Tí. Bé chị bé Tí nè. Là mẹ của bé trai. Là năm nay là 31. Tuổi ngắn như vậy là chị là phát bệnh khi nào chị? Cái nó hồi lúc nó còn nhỏ lắm.
Dạ, như vậy là lúc mới sanh ra ha. Sanh ra không bao lâu hết trơn, tính đâu nó chết mấy chập rồi. Dạ. Ủa cô, thí dụ như cô đi làm nguyên một ngày như vậy á, rồi gửi giống như trường hợp là lần thứ hai xảy ra nữa rồi sao cô? Vậy lần hai có nước thư dặn luôn, bởi vì đi gầu cũng chết. Miễn dẫn đi hết thì ra ngoài thằng nhỏ này nó quậy rồi sao măng. Rồi đồ đạc nhà Úc nó tùm lum hết trơn, nó quậy dữ lắm. Thà nhốt mới kêu dặn mẹ nó. Rồi nó chung ra, rồi ghét nó chung ở đây. Rồi nó bò dưới sẵn chui ra chạy ra lộ không à, giờ đóng ở này. Dạ. Ý là mình bao lưới xung quanh như vậy đó, mà bé nhỏ còn... Vậy mà nó còn leo ra chui ra được nữa đó. Leo ra được nữa. Rồi trời, ghét gậu cũng chết luôn rồi. Hôm nay có mặn gì được đâu. Chị có biết chị mấy tuổi không? Chị có biết chị bao nhiêu tuổi không? Không. Rồi chị tên gì? Bé Tí. Bé Tí mà không biết bao nhiêu tuổi chứ. Ừ. Rồi cái hôm đó là đi đâu mà mang thai? Hôm đó đi đâu? Ở nhà sao có thai được? Cô ơi, cho con hỏi thăm ơi, tại thời điểm lúc mình nghi là bị chị bị trễ tháng đó, rồi mới đi khám đó, là trước khoảng thời gian đó là chị đi rồi chỗ chị nào? Nhớ cái ông nào bò lại nhà không? Nhầm thì nó nhầm khi nó cũng ở nhà nữa nè, hỏi ai ở mày nó không biết con ngủ à. Như ngủ bằng ngày. Chị có hay đi ra đường giấc tối không? Không, dễ vậy nó không đi đâu. Con nhiêu tuổi rồi? Đứa con nhiêu tuổi rồi? Con em nhiêu tuổi rồi đấy? Không biết con nhiêu tuổi luôn hả? Nhiêu tuổi rồi cô? Hai tuổi mấy rồi. Hai tuổi mấy hả? Có tên gì? Bé đấy cưng quá. Thấy thương quá. Bé giống như người Hàn Quốc vậy ha. Nguyễn Trung Hiếu. Nguyễn Trung Hiếu hả cô? Trung Hiếu. Đặt có Hiếu hôm nay nữa nè. Dạ thì cô ơi, nãy lúc đó, mấy anh em mới lại á, là chị Ti á, cũng sợ Tì. Sợ người lạ. Dặn. Không dám lại gần. Coi như là hỏi là trò chuyện mà đứng cách xa luôn, sợ á. Chắc là bị một cú sốc hồi lúc đó. Ví hù nè, mà con nó ấy đó. Dạ, hù nó. Dạ, bỏ con mày. Mặn nó về giữ, ở giữ em rồi để người ta vô bắt đó. Vậy mới sợ ha. Vậy mà chỉ thương con chỉ lắm hả cô? Trời dữ lắm, quánh con đó. Có nghĩa là chỉ sợ con chỉ bị người ta cóc. Quánh nó cái bắt đầu cái chuỗi rồi. Bà gì bầu mày khúng nè. Vậy là hàng ngày là chăm sóc cho bé là do chị Ti làm hết? Không, ở đây. Dạ, do cô làm nha. Gán là cho nó vào nó gì đó. Dạ. Hồi sáng giờ không biết có đút cái gì cho ăn không. Có nghĩa là chị Tí là ở nhà đang đút cho bé ăn, nhưng mà cái phần đó là chưa chắc ăn nữa. Chưa chắc ăn. Có sữa là nó đem ra cho nhỏ uống không à. Ủa là chị Tí hả? Tí. 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 Xin lỗi cô chú chị bạn. Mình kêu mình gọi bằng chị Tí. Rồi Tí có cơm nước gì được không cô ha? Nó nấu cơm thì nhầm lúc vừa ăn, nhầm lúc nhão nhặt luôn. Vậy hả? Còn vô không có củi nó chụm cứng lò luôn á. Dạ. Đó vô bài ở nhà kia dọn dẹp gì đó. Với cô ơi, cho con hỏi thăm cái này cái cô. Thì từ lúc sanh bé ra tới giờ á, là cô có để ý là có những thanh niên nào lại đây hay chơi với bé không? Không, không có ai chơi. Coi như là sợ nhiều khi cha của bé lén lén lại thăm á. Cô không có đâu, dễ ổng. Cô có khi nào mà mình có đi tìm thử chưa cô? Có đi tìm thử cha của bé chưa cô? Tìm giờ ở đây thì đâu có hỏi nó nữa, nó không nói rồi nói thằng bậy người ta chửi. Mình dẫn rồi. Chỉ đi với cô, mình dẫn chỉ đi thử coi sao. Ở đây mình không có nói ai cho nên mình không có sợ. Mình nói là những người là mình gọi là mình muốn tìm đấy, muốn nghi ngờ đó, gọi là nghi ngờ thôi. Tại mình đâu nói ai đâu mình sợ. Ở đây nó cũng nói thôi kệ, lỡ rồi bỏ đi nuôi cháu rồi nữa nhờ. Dạ. Bây giờ cũng cực khổ ha. Bây giờ gắn mà cực cũng chết rồi. Giờ không có tiền cũng mẹ nó cũng không đâu có làm gì ra tiền đâu phải không? Con giờ riêng này nó làm rồi biết đó, nhà cửa gì đó, rồi nó giặt mấy ngày nay lo đi không. Yeah. Đi bắt cóc còn đêm sáng tối ngày ý to mà sáng đêm luôn mà về hồi sớm chút xíu ngủ gục. Cô đi hả? Cô bắt ốc hả? Bắt ốc. Rồi Tí có đi không? Không.
Giao nó ở nhà giữ con đó. Ở nhà giữ con không hả? Ờ, tối mẹ con ngủ rồi, đóng cửa rồi. Dạ. Biết giặt đồ không? Biết. Vậy hả? Nấu cơm được không? Rửa chén được. Rồi cho con ăn được không? Được luôn. Giỏi quá ta. Bây giờ vậy hay chị tí ha. Chị cho em thằng bé ha. Cho đi. Em nuôi cho. Khổ quá rồi đi, mình lấy tiền, rồi lấy tiền con. Rồi em cho tiền lại được không? Cho chịu không? Không. Không, không luôn. Không luôn. Trời. Chịu không, chịu không? Về chú này không? Về chú này không? Dạ. Không đi theo chú đi, chú dắt đi quên phim. Đi không? Về theo chú không? Đi không? Về theo chú không? Không. Không. Ôi trời, khôn. Con thương mẹ con không? Thương không? Con thương mẹ con không? Thương không? Không. Ủa sao không? Mẹ mà không thương. Con nói thương mẹ chứ. Kia là đừng đưa giọng giống nhít. Đừng đưa. Rồi giờ quyết định sao chị Tí? À, chị chịu cho em không? Đừng đưa giọng. Đừng có đưa. Không nghe. Cho không? Chứ cho. Bây giờ chị đâu có biết làm gì đâu mà nuôi em. Thiếu đi đi. Đâu, cho không ẩm gì luôn. Ngoại nuôi hết nổi rồi đi. Đi theo mấy chú mà. Đi theo mấy chú mấy bác đi. Đi không hiểu? Đi không con? Thấy xe phải đi. Chạy khóc bây giờ. Chạy khóc bây giờ. Trời trời, quánh mẹ nó một cái nãy nhào rồi. Đẹp trai nha. Cái gì? Em nói gì? Nói không mê nha, nè mũ. À, là chị nói là chị lụm lon bia với đầu mũ. Rồi chị bán hả? Mấy cậu vô nhầm khi uống đó rồi cho ngon đồ. À, bán mua cơm cho con chị ăn ha. Rồi chị đi lụm ở đâu? Chị đi lụm lon bia với đầu mũ ở đâu? Bây giờ ai là ngoại nè, đi lụm đồ đai thì luôn. Bây giờ chị không biết chị nhiêu tuổi chân rồi chị đi á, ra đường rồi chị lạc không biết đường về rồi sao? Ở nhà mẹ không mua. Kìa, anh hỏi kìa. Rồi là không biết mình nhiêu tuổi rồi lỡ ra đường lụm lon bia đồ rồi bán để bán cho mua cơm cho con rồi lỡ lạc không biết đường về sao? Ở nhà mẹ không mở không mua. À, vậy là ở nhà ha. Không mua ở nhà. Vậy là lụm mấy cái lon ở nhà bán hay là đi ra đường? Ở nhà ha. Ở nhà. Ra đường là không biết đường về đó. Không biết đường về rồi đó là bỏ con rồi ai nuôi? Ai ăn mở mua đó xong lắm món hả ăn rồi lấy cơm bán. Bây giờ nghe em dặn nè là không có được đi ra đường nghe không? Ra đường rồi bỏ con rồi người ta ở ra đường rồi người ta bắt chị rồi chị không biết đường về nữa rồi người ta bắt chị nữa rồi bỏ con rồi sao? Đó ngại trong nhà hả? Em tối ngại trong nhà không à? Gì hả? Tối ngại trong nhà không à? Đừng có đi nghe chị. Ai có gì đâu không? Ở nhà nữa không? Ở nhà không hả? Hai tuổi rưỡi hả cô? Cây sinh ngày 7 tháng tháng 8. 7 tháng 8. Ngày 7 tháng 8. Yeah. Năm cô nhớ không? Năm 2019 không ta? 20. Vì bữa nay 20 rồi 10 giờ. Không, ý là cô đang nhớ cái năm sinh năm 2018. Kỳ quá. Dạ. Bé thấy cưng quá. Trời tới mà nó đi xuống bất ngờ nó ụt xuống nó tuột xuống được rồi bắt đầu trời nó chạy ra lộ không rồi gào ở đây gào bắt đầu từ ngăn lên là mới đầu thấp leo ra không được cái từ vậy đó. Như vậy là hiện tại ở gia đình mình là chỉ có ba mẹ con ba bà cháu thôi. À. Cô. Chị vậy là chị là hàng ngày ở cô là hàng ngày trông chị. Rồi thêm sợ chị đi rồi thêm nhỏ nữa. Rồi đi bắt ốc rồi bán đêm. Mà một ngày như vậy là kiếm chỉ được có vài chục ngàn à. Ốc thì nếu mà 1 kg thì được cũng được 100 ngàn. Bằng ơn thì dễ gì được. Với phần còn lễ nữa mà bắt. Lễ thì bắt là lễ ra. Lễ luộc lễ ra. Chi phí không tới 100 ngàn. Bắt là nó đã lâu rồi mà quay qua còn lễ một cái nữa. Bắt sáng đêm nữa. Trời. Trời. Bây giờ là em chở chị đi tìm cha của bé, tìm chồng chị đi không?
Đi không? Em có đem xe theo kìa. Sao vậy? Em chở đi tìm ba của bé. Sao không đi? Em là người tốt, đâu phải người xấu đâu. Đi không? Sao vậy? Thôi em chở chị đi nè, tìm ba của bé. Chị không nhớ ba của bé thì em giúp chị tìm lại. Mấy mẹ con sống là đủ rồi hả? Khỏi cần kiếm cha của bé. Khỏi luôn. Rồi lấy gì nuôi đó? Lấy gì nuôi con? Có tiền nuôi con không? Rồi tính làm gì nè? Tính làm công chuyện gì lặn nuôi con? Uống sữa. Làm nhà kiếm đồ mũ hả? Bắt ốc rồi giờ đi kiếm đồ mũ thêm để nuôi con. Gì hả? Bắt ốc ngày nhiều không? Đi được không? Đi bỏ con nhà đi được không? Không hả? Không sao đi bắt ốc được. Nuôi con. Nói mẹ đi bắt ốc, con ở nhà nó lượm đồ mũ. Dạ. Cô ơi, cho con hỏi thăm mày, nếu bây giờ đó là có một người lại nhận là ba của bé, cô có chấp nhận không? Không. Không hả? Không. Nếu bây giờ có ba của bé lại nhận là cô không chấp nhận luôn. Không. Dạ. Con vui nha. Đây là ngay là của ít lòng nhiều cô ơi. Dạ cô lấy con. Nè, chị ra cho tụi con, cho tụi con, chị ra con, chơi. Đi ra đây rồi. Cảm ơn hầu lại hả? Rồi con giữ tiền nha, để con hơi tiền nha. Mẹ mất đi lụm lon nha. Để con hơi mẹ mất lụm mũ lụm lon nuôi con. Giữ tiền con uống sữa nha. Mua sữa uống nha. Cho bà ngoại đi. Nói gì mua sữa cho con uống nha tí. Dạ. Đưa cho ngoại cắt, mẹ cắt tiêu á. Rồi. Tao chiều nay tao ngày mai nghỉ. Rồi con xin phép con về luôn cô ơi. Dạ. Mấy anh em con xin phép về nha. Dạ. Rồi, con xin chúc cho bà cháu có thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Dạ, chúc tí sức khỏe nha. Những em mẹ ngoại mẹ rạch rãi. Dạ video khả này xin kết thúc nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn theo dõi ạ. Dạ mến chào, hẹn gặp lại.